Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả cập nhật về showbiz Việt hôm nay, chia sẻ về gia đình của Thương Tín, người vợ kém hơn nghệ sĩ Thương Tín 34 tuổi mấy hôm nay chia sẻ với cộng đồng mạng cũng như là báo chí, nói rõ lý do cô ấy ra đi và tố chồng bịa đặt trong cái chuyện mà cô ấy đã bỏ chồng, và nhắc đến Trịnh Kim Chi về vấn đề mà nhận số tiền từ Trịnh Kim Chi để là dành dụm lo bảo hiểm cho con gái. Thực sự thì nghệ sĩ Thương Tín trong cái thời gian qua được cộng đồng mạng cũng như là báo giới quan tâm rất là nhiều. Thực hư trong câu chuyện này thì chính thức người vợ của nghệ sĩ Thương Tín nói ra sự thật, những cái điều mà trong thời gian qua là không tin tưởng ở nghệ sĩ Thương Tín. Cộng đồng mạng lại sôi sục quan tâm với tới vấn đề liên quan tới nghệ sĩ Thương Tín hiện nay, cũng như là trong cái thời gian qua ông đột quỵ và Mạnh Thường Quân hỗ trợ giúp đỡ cho ông. Trong cuộc phỏng vấn lần này, vợ của diễn viên Thương Tín nói rõ thực sự chuyện cô ra đi. Cô bức xúc, bỗng dưng bị mang tiếng là người bỏ cha con của nghệ sĩ Thương Tín trong lúc khó khăn, cũng như là khi ông lâm vào bệnh tình trong cái thời gian qua. Mới đây, báo Tiền Phong chia sẻ cuộc phỏng vấn ngắn với Bùi Kim Chi, sinh năm 1988, vợ của nghệ sĩ Thương Tín. Giữa ồn ào ôm con bỏ đi, người phụ nữ này đã lên tiếng nói rõ sự tình. Chia sẻ với báo chí, chị Kim Chi cho biết mình không bỏ chồng, chỉ đơn giản là hết giãn cách xã hội rồi kiếm công ăn việc làm mà thôi. Vợ của nghệ sĩ Thương Tín cũng tiết lộ, mình làm thuê cho một người họ hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, ăn ở tại chỗ, mỗi tháng được vài triệu đồng. Cô cũng dự định nếu công việc ổn định sẽ gọi chồng xuống ở cùng. Công việc của tôi cũng không có gì vất vả, chỉ nấu ăn, trông nom nhà cửa mà thôi. Tôi mang theo cả đứa con đi cùng với tôi. Vợ nghệ sĩ Thương Tín nói thẳng mình ra đi từ trước khi chồng bị nhiễm Covid-19. Khi nghe tin, cô vẫn thường xuyên hỏi han mua đồ ăn cho ông. Cũng vì chạy qua chạy lại giữa hai nơi, cho nên công việc của Kim Chi bị sao nhãng. Vì chăm sóc người già nên chủ nhà không mấy hài lòng về công việc này. Trong thời gian qua, tôi cũng đã nghe nhiều báo chí cũng như là trên cộng đồng mạng chia sẻ về vấn đề gia đình của tôi. Đã thế, anh Tín lại nói thế này thế nọ, nói là vợ bỏ đi, người chủ thuê nghe được thông tin này họ sợ mang tiếng, nên bây giờ họ không còn thuê tôi đi làm nữa. Đó là vợ Thương Tín chia sẻ với báo chí gần đây nhất. Kim Chi cho biết, mình và Thương Tín cũng như nhiều cặp vợ chồng khác, khó tránh được cãi vã trong cuộc sống hàng ngày. Từ khi đến với nam diễn viên, cô đã chấp nhận khổ vì giờ đây chồng không còn là thời đỉnh cao nữa. Thế nhưng chưa bao giờ người phụ nữ này nghĩ đến chuyện bỏ chồng. Khi đã có với nhau một đứa con gái, còn nghĩ bỏ nhau làm gì nữa, đó là vợ của Thương Tín chia sẻ. Nói thêm về phát ngôn của chồng về câu chuyện mà vừa qua lùm xùm về liên quan tới mình bỏ đi, thì Kim Chi tỏ ra rất là phiền lòng. Cô cho rằng chồng nói vậy thì rất là đang buồn chán. Anh buồn vì mất răng, bộ răng giả mà Trịnh Kim Chi đã dẫn đi làm. Anh ấy bỏ trong túi, móc ra móc vô, thế mà mất một bộ răng. Đợt trước cũng bị mất một lần rồi, đã vậy còn mất xe nữa, cho nên là nghệ sĩ Thương Tín rất là buồn chán. Và trực tiếp, Kim Chi cũng hỏi chồng, tại sao anh nói tôi như vậy? Hình ảnh tôi sẽ ra thế nào? Anh lại bảo, anh đâu có nói gì đâu. Chỉ nói là anh là đàn ông trụ cột không nuôi được hai mẹ con, thì hai mẹ con phải ra đi. Tôi có hỏi, sao anh không nói vợ đi làm thuê? Anh trả lời, tự nhiên nói vậy mắc cỡ quá. Đó là vợ tâm sự với báo chí về vấn đề trong thời gian vừa qua, nghệ sĩ Thương Tín đã nói vợ bỏ đi. Ở đây thì có cái sự mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Trước đây là nghệ sĩ Thương Tín nói là vợ mình là có giận hờn cãi vã rồi ôm con ra đi, bỏ anh, không liên lạc được vân vân. Thì tới ngày hôm nay vợ của anh cũng lên tiếng là không có đồng thuận với chồng về vấn đề này. Đó là chồng đã nói mình như vậy, mình cảm thấy là rất là buồn và điều đó là không đúng sự thật. Sau khi nhận lại được 244 triệu đồng từ nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, vợ của Thương Tín hiện tại đã gửi tất cả số tiền này vào ngân hàng. Chị muốn lấy tiền lãi hàng tháng để nuôi con.
đồng thời sẽ đóng bảo hiểm theo năm, nhưng nhờ ngân hàng làm việc đó. Sau khi nhận tiền về, Kim Chi lại rước thêm nhiều phiền toái, dư luận không rõ hiểu thực tình như thế nào, càng nghĩ sai về cô. Từ lúc nhận tiền về, tôi có cảm giác mình không còn tự do. Tôi ra quán ăn cũng có người khịa tôi, họ ngồi với nhau mỉa mai tôi để nghe thấy chờ sung rụng, rồi có những lời mỉa mai khác làm tôi rất là buồn. Đến khi tôi quay lại, họ hỏi, có phải là vợ của Thương Tín không? Thì chị Kim Chi buồn bã kể lại, khi mà ra quán nhiều người cũng nhận ra mình và họ có lời ra tiếng vào về vấn đề vừa qua. Trong cuối buổi phỏng vấn, vợ của nghệ sĩ Thương Tín chia sẻ về con gái. Năm nay, bé Thảo đã được 7 tuổi, hiện đang học lớp 2. Nhóc Tì được khen có đôi mắt giống ba, còn thừa hưởng cả gen nghệ thuật từ ông khi hát ca và thích diễn kịch. Và vợ của Thương Tín cũng chia sẻ thêm, trong cái thời điểm này thì con vẫn ở nhà học online, chưa quay lại trường. Trong thời gian vừa qua thì vợ của nghệ sĩ Thương Tín nói là gia đình cô rất là buồn vì có những lời ra tiếng vào. Thậm chí có cộng đồng mạng chửi thẳng và đôi khi có những lời lẽ làm cho nghệ sĩ Thương Tín vô cùng đau xót. Thì trong thời gian vừa qua, bà danh nhân Nguyễn Phương Hằng cũng lên tiếng về vấn đề nghệ sĩ Thương Tín là đốt hết 800 triệu đồng lại xin xỏ thêm cộng đồng. Và đâu đó thì nhiều cộng đồng mạng lại không có hài lòng về vấn đề nghệ sĩ Thương Tín tiêu tiền. Mặc dù là trong thời gian qua ông đã giải thích nhiều lần tại sao mà cái số tiền 800 triệu đồng nhận từ Mạnh Thường Quân mà đã hết, thì trong đó là gần 400 triệu đồng Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho ông, và còn lại là tổng cộng cái số tiền 400 triệu đồng từ nghệ sĩ Trịnh Kim Chi quyên góp, tổng hai số tiền đó là 800 triệu đồng. Ông cũng chia sẻ trong số tiền 300 triệu đồng là dành để mua bảo hiểm cho con gái, còn lại cái số tiền là về quê mua đất, cất nhà cấp 4 ở nơi đó và có nhờ những người họ hàng ở nơi đó trông coi. Nếu sau này Thương Tín nói không còn ở lại Sài Gòn thì sẽ về quê chăm sóc và đồng thời là an dưỡng tuổi già ở nơi đó. Và ông cũng chia sẻ thêm trong cái thời gian giãn cách ở Sài Gòn thì không đi làm được, không đi đóng phim được tất cả các dự án mà trước đây ông đã dự định quay 3 bộ phim, nhưng mà tất cả dự án đều dừng lại, cho nên ông chỉ có cái nghề đóng phim và không có thu nhập gì khác, cho nên ông gặp khó khăn trong cuộc sống hiện tại. Và hiện tại thì nghệ sĩ Thương Tín cũng cho biết thêm ông đã có công ăn việc làm, đó là làm nghề shipper tại một quán của một Mạnh Thường Quân cũng đã từng giúp đỡ nghệ sĩ Thương Tín về chỗ ăn chỗ ở. Và ông cũng cho biết thêm hiện tại thì vợ con ông cũng đã liên lạc với nhau, và chính thức vợ của nghệ sĩ Thương Tín cũng đã lên tiếng vợ chồng ông có cãi vã nhau nhưng mà không hề bỏ nhau. Và vấn đề thời gian vừa qua là cộng đồng mạng đồn thổi là Trịnh Kim Chi ôm con bỏ đi, bỏ mặt chồng trong lúc là đau ốm bệnh hoạn, thì hôm nay vợ nghệ sĩ Thương Tín chính thức đã lên tiếng và phân trần về vụ việc này và cũng hỏi chồng tại sao mà nói tôi như vậy. Tôi ra đi là tôi đi làm để là lo cho gia đình chứ không phải là tôi bỏ chồng con. Đó là lời chia sẻ của Kim Chi, vợ của nghệ sĩ Thương Tín, chính thức chia sẻ với báo chí và cộng đồng mạng. Dù sao đi nữa thì nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đã nhiều lần hỗ trợ, kêu gọi và giúp đỡ. Tuy nhiên đâu đó thì nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cũng chia sẻ là luôn theo dõi cái hoàn cảnh của nghệ sĩ Thương Tín. Nếu sau này cô có khả năng làm gì có thể là giúp được nghệ sĩ Thương Tín thì cô giúp. Đó là điều mà nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đã chia sẻ và cô ấy rất là mừng. Hiện tại thì vợ chồng nghệ sĩ Thương Tín cũng có công ăn việc làm, vợ thì đi làm giúp việc, còn chồng thì đi làm shipper, cũng là tạo được công ăn việc làm trang trải trong cuộc sống trong cái thời điểm khó khăn như hiện nay. Và nghệ sĩ Thương Tín nói tôi rất là vui mừng khi mà có công việc làm để đi lại cho khuây khỏa và đồng thời không mang tiếng ăn nhờ ăn bám ở Mạnh Thường Quân nữa. Hiện tại thì tôi đi làm nghề shipper, giao một ngày khoảng 5 đến là 3 đơn hàng. Cái điều đó thì rất là phù hợp và đi lại cũng là dễ dàng cho nghệ sĩ Thương Tín. Và ông cũng cho biết thêm hiện tại thì sức khỏe của ông đã ổn định, tuy nhiên cái chân vẫn còn đi là cà nhắc. Tuy nhiên cái chân của ông vẫn chưa khỏe hẳn, vẫn còn đi cà nhắc.
Nhưng mà tổng thể sức khỏe của nghệ sĩ thương tính bây giờ có thể đi làm shipper, giao hàng và những công việc nhẹ nhàng và đi trong cái khả năng mà có thể ông làm được. Đó là một cái điều mà cộng đồng mạng Mạnh Thường Quân cũng như là tất cả những người quan tâm tới nghệ sĩ thương tính vô cùng mừng và vui. Ông được có công ăn việc làm, có cái niềm vui và đồng thời lại vợ con cũng đã có mà nơi nương tựa. Đó là giúp việc nhà. Tuy nhiên gần đây thì nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cũng chia sẻ rõ về quan điểm của mình là vấn đề mà vợ chồng nghệ sĩ thương tính đi làm mới biết quý trọng đồng tiền như thế nào. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phần tin tức. Xin kính chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới bình yên vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.